Thưa quý vị, kết quả giám sát rác thải của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo từ năm 2019 đến hết năm 2022 cho thấy, rác thải nhựa dạt vào Côn Đảo chiếm 95% về số lượng và 92% về khối lượng so với các nhóm rác khác. Kết quả giám sát rác thải của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo từ năm 2019 đến hết năm 2022 cho thấy, Rác thải dựa dạt vào công đảo chiếm 95% về số lượng và 92% về khối lượng so với các nhóm rác khác. Thành phần rác thải dựa cho dạt vào công đảo trong 4 năm qua có 5 loại chính, gồm dây thừng, lưới chiếm 79%, bánh dựa mềm, bọc ni lông 15%, bánh dựa cứng, nắp, chai dựa từ 1% đến 4% trên năm. Qua phân tích thành phần rác, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, Rác thải ra biển chủ yếu từ các phương tiện khai thác thủy sản xa bờ và gần bờ xung quanh vùng biển Côn Đảo. 6 tháng đầu năm 2023, Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục giám sát rác thải dựa đại dương trên trạng san hô tại Hòn Cao, Bãi Dương và Bãi Bờ Đập, Hòn Bãi Cạnh, đồng thời thu gom xử lý rác nhựa trạng sang hô tại bãi bờ đập và bãi cát lớn hòn bãi cạnh, hòn tài, hòn tre lớn và ông đụng. Kết quả đã thu gom, xử lý hơn 800 kg rác nhựa trên trạng sang hô và tiêu diệt 709 con sao biển gai.